Xin chào cô chú anh chị, các bạn đã đến với kênh Bi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Lâm Dương. Hôm nay bầu trời trong xanh nè, tuy là có nắng nhưng mà không có bị nóng rát giống như tháng mùa rồi. Bây giờ nè, trời nó mang mát, rất là dễ chịu luôn. Thì mình thấy như vậy, mình nghĩ là chắc bây giờ cũng đang ngưỡng cửa mùa thu, nên hôm nay mình cố gắng đi ra vườn để mà tranh thủ gieo một ít hạt giống của mùa thu đông. Thì khí hậu của mùa thu á, nó cũng có lê la giống như là mùa xuân vậy đó. Có điều khác ở chỗ là vô mùa xuân á, thì mình có thể trồng những loại rau cải chịu lạnh, nhưng mà cũng có thể gieo được những cái loại rau cải hạt giống của mùa hè. Thì hết lạnh thì nó sẽ vô ấm. Còn ở mùa thu á, thì tuy là nó mang mát như mùa xuân, nhưng mà sau đó nó sẽ lạnh, thật là lạnh của mùa đông. Do vậy mình chỉ trồng được những loại mà phù hợp với lại chịu lạnh thôi, chứ bây giờ mà gieo những loại mà chịu ấm như là mùa xuân hè thì không được. Do vậy hôm nay mình cũng sown được một ít hạt giống mùa thu nè, rồi mình sẽ gieo từ từ. Và đây là cái bịch hạt giống ngò rí, mình đã gieo hết một ít bữa hôm mùa xuân, hôm nay cũng còn lại một ít thì mình sẽ gieo cho mùa thu nữa. Cái này thì mình đã làm cho nó bể 2, bể 3, bể 4 rồi. Thì cái cách gieo hạt ngò rí á, mình cũng đã có chia sẻ một hai cái video trước kia. Nếu cô chú anh chị các bạn muốn xem kỹ thì mình có thể xem lại cái video trước kia giùm cho mình ha. Và đây là hạt giống hành lá. Hành lá này thì mình lấy giống tại nhà chứ mình không mua. Mình mua những cái cây hành mà nó bó thành từng bó đó. Mình về cái mình cắt gốc mình trồng vậy nè. Nó lên vậy cái mùa xuân nó có bông, cái mình lấy hạt giống ngược trở lại mình gieo. Đây ở dưới này mình cũng đã gieo một mớ, một nửa là mình trồng từ gốc, còn một nửa là mình gieo từ hạt luôn đó. Thì nó hành lá nó cũng dễ lên lắm, nhất là mùa này với lại mùa xuân, gieo xuống là nó lên dễ vô cùng luôn. Rồi kế tiếp đó là cải bẹ xanh. Thì mùa xuân cũng như mùa thu, cải bẹ xanh nó rất là thích hợp luôn, nên không thể nào mà thiếu hạt giống của cải bẹ xanh ha. Còn đây là hạt giống của xà lách mà loại cuộn bắp ha. Thì cái hạt giống này nó cũng khó trồng ở tiểu bang Texas này lắm. Bởi vì hôm mùa xuân vừa rồi mình có thử gieo, thì vô hè cái nó mau nóng quá, rồi cái nó không cuộn lại được thành bắp, nó chỉ giống như một cây xà lách thôi. Chính vì vậy nên mùa xuân mình gieo nó đã không thành công, thì mùa thu mình thử gieo coi cái lạnh của mùa thu nó có cuộn thành bắp hay không. Còn đây là hạt giống xà lách romaine. Thì loại này ở đây mình trồng được, cái loại này nó giòn ngon nè. Và đây là cái hạt giống của broccoli mà loại mini ha. Nó chỉ là một cái nhánh nhỏ chứ nó không phải nguyên một cái bông bự. Và đây là cải làng. Cải làng thì mình có thể trồng mùa thu mùa xuân đều được, nó cũng dễ lên lắm. Này cải ngọt ha. Cải ngọt thì giống cải bè xanh vậy đó, thì cũng phải đợi trời mang mát thì mình mới gieo. Ở đây mình còn sót cái bịch hạt giống của cải thìa nè. Mình cũng sẽ gieo luôn cái bịch này. Cũng như là ở đây mình có xà lách xanh, xà lách đỏ. Mình còn một bịch hạt giống của đậu hoài lang. Thì đậu hoài lang này mình có thể gieo lên, mình có thể lấy trái, cũng như là mình có thể lấy đọt để mà xào tỏi. Tại vì cái đọt đậu của hoài lang này á, mình xào tỏi ăn ngon như là rau muống xào tỏi vậy đó. Còn đây là hạt giống cải hoa hồng. Cái loại này là mình mê nhất luôn nè. Một cây của nó rất là bự luôn, cũng như là cái cọng cải của nó giòn ngọt ngon hơn là cải ngọt luôn á. Nên năm nào mình cũng có trồng cái cải hoa hồng này hết luôn á. Thì nó cũng chịu lạnh, cũng như là tầng ô cũng vậy, cũng phải đợi lạnh mình mới gieo. Nếu mà tầng ô hay là nói chung là những loại hạt giống nãy giờ mình chia sẻ là cô chú anh chị các bạn á, nếu mà mình gieo trời mà ấm hoặc là nóng á, là một là nó không lên, hai là nó lên á, là nó lên rất là eo ụt. Chính vì vậy mình phải đợi thật sự trời mang mát mình mới dám gieo những cái loại hạt giống này. Sẵn đây mình chia sẻ là cô chú anh chị các bạn một cách để mà nhận biết được á, khi nào mình nên gieo hạt giống của hạt rau cải mùa thu đông. Đây là hai cây ngò rí con mới vừa nảy mầm lên được hai lá. Thì cái này mình không có gieo, nó tự động nó lên nha. Chính vì vậy mình mới thấy được những cái loại cây mà nó chịu lạnh á, mà bây giờ nó nảy mầm, thì mình biết được là đã tới mùa mình có thể gieo được những cái loại hạt giống chịu lạnh, cũng như là những loại hạt giống mà trồng trong mùa thu đông.
Đây là cây cải bè xanh cũng vậy, nó cũng tự nảy mầm nó lên luôn. Chính vì vậy mình mới nói, nếu mình không biết ngày giờ nào mình có thể gieo được hạt giống mùa thu đông á, thì mình có thể để ý những cái cây hạt giống ở trong vườn mình á, khi nó còn sót hạt lại á, mà tự động nó lên á, thì đó là thời gian mình nên gieo những cái hạt giống của mùa thu đông. Đó là một cách mà mình để ý mình thấy. Thì trước khi mình đi gieo hạt giống á, mình sẽ hái một ít lá xương sâm nè. Bữa nay mình thấy cái lá nó cũng già, dưới gốc nó hơi vàng vàng ha, với lại lá nó cũng nhiều nữa, mình sẽ hái một ít. Thì cái loại này là xương sâm trơn ha, mình trồng trong chậu, nhưng mà mình để ở ngoài, mùa đông mình không cần mang vô nhà kính. Cái loại này nó sống dài lắm. Thu hoạch xương sâm á, thì cũng giống như là thu hoạch lá giang vậy đó. Mặc dù là hôm bữa lá giang mình cắt luôn cái cọng với lại cái đọt nó ha, nhưng mà vô nhà thì mình cũng tuốt lấy lá thôi. Bởi vì cái loại mà mình chỉ sử dụng hoặc là ăn lá thôi thì cái cọng mình hái nhưng mà mình cũng bỏ chứ mình không có lấy. Thì mình tuốt như vậy nè, lựa lá già thì nó càng tốt nha. Lá già thì mình xay nó sẽ không có bị bọt nhiều. Còn nếu lá non á, mình sẽ xay nó sẽ có bọt nhiều. Còn xương sâm thì lá già nó sẽ chua ngon hơn, còn lá non thì nó ít chua. Đó, chính vì vậy thì mình tuốt lấy lá thôi ha. Mà đi hái cái lá thì nó lâu lắm cô chú anh chị các bạn ơi, nên mình phải quay cho nhanh thật nhanh nè, cho nó tuốt cho nó lẹ. Chứ đứng đây cả tiếng đồng hồ mới tuốt được một rổ này lận đó. Thì hôm nay mình cố gắng mình sẽ hái một rổ này luôn. Mấy cái lá này nó bự dễ sợ nè. Trời ơi, coi này nó tốt quá cô chú anh chị các bạn. Nên cái lá nó to ơi là to luôn. Sau khi hì hục nãy giờ tuốt cũng được một rổ lá xương sâm rồi, thì đây chỉ còn cái cọng của nó. Thì thật sự nó cũng còn nhiều lá lắm nè, nhưng mà mình không có hái nữa là tại vì bên đây nó đầy rổ rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Nên mình sẽ dừng, mình không có hái tiếp nữa, để mình đi qua bên kia mình gieo hạt giống nữa. Đó, giờ còn cọng không ha. Trồng có một chậu như vậy thôi mà một năm có thể thu hoạch được 2 đến 3 lần. Lá to ơi là to luôn á, đợt này nó tốt quá. Mình mới làm lại cái chậu này á, nên nó tốt ghê luôn. Đây là một rổ ha, đó đầy rồi đó. Cái này là dư giò để mà ăn luôn rồi, cái này cũng nhiều lắm luôn á. Đó, bây giờ mình đem vô mình để trong patio ha, rồi mình sẽ đi gieo hạt giống. Ở đây mình có hai chậu đất này, mình sẽ gieo hạt giống vô đây. Thì đây là hai cái chậu mà hồi ngày hôm qua mình mới vừa nhổ bỏ cái mớ rau đay trắng nè. Cái mớ rau đay trắng này bữa nay nó già, nó lão rồi, lá nó không còn ngon nữa, nên chiều hôm qua mình đã giật bỏ nó hết rồi. Đó, mình nhổ bỏ nó hết, mình vũ lại mình lấy đất thôi, để hôm nay mình gieo hạt giống vô trong cái chậu này. Thì hai cái chậu rau đay trắng này mình gieo từ bữa hôm mùa xuân cho tới giờ á, mình thu hoạch cũng được mấy đợt rồi. Chính vì vậy bây giờ nó già mình phải nhổ bỏ. Thì đây là cái đất cũ. Thì cái đất cũ này là trước kia mình cũng bỏ powder mix vô, nên sau khi mình đã trồng qua cái rau đay rồi, nhưng mà đất nó cũng còn tơi xốp, nhưng mà nó hết chất bổ rồi. Nên trước khi mình gieo hạt giống thì mình sẽ cho một ít powder mix mà trong cái bao mới vô ha, để khi mà nó lên được khoảng chừng 2 lá rau rồi á, lúc đó mình có thể tưới thêm phân cá, hoặc là mình có thể pha cái phân blood meal á, mình tưới cũng được. Đó, mình cho thêm một ít ở trên mặt thôi. Thì đây là mình gieo hạt giống vô đây. Khi mà nó lên được 4 lá mình sẽ bứng ra mình trồng ở ngoài. Nên cái chỗ này mình chỉ là gieo tạm thời chứ mình không trồng trong đây ha. Thì hai chậu này, một chậu mình sẽ gieo cải hoa hồng, với lại một chậu mình sẽ gieo cải bè xanh. Thì hai loại cải này á, mình bứng ra mình trồng ở ngoài thưa ra đó, thì cái cây nó sẽ bự. Còn nếu mà mình gieo
Theo kiểu như trong chậu này á, mình để ăn cây luôn á, thì nó sẽ khít á, cây nó sẽ nhỏ, nó không nở thành bụi, thành nguyên một cái cây to được. Chính vì vậy mình chỉ gieo lấy cây rồi sau đó mình bứng ra ngoài mình trồng nha. Thì thường sau khi mình rải hạt giống xuống dưới đất á, thì mình sẽ lấy cái tay á, mình rải ra rải qua lại đừng cho cái hạt giống nó đi sâu xuống dưới hơn một chút. Khi mà nó lên cây á, cây nó không bị ngã nghiêng nè, với cái cây nó được khỏe hơn. Còn nếu mình để nằm ở trên mặt đất á, thì nó dễ bị ngã lắm, cây nó sẽ yếu. Một chút mình sẽ tưới nước sau. Thì hai loại hạt giống rau này á, mình gieo như vậy, khi đợi lên cây mình sẽ bứng ra ha. Còn bây giờ mình tiếp tục qua kia để mình gieo những cái hạt giống kia, những loại kia thì mình sẽ gieo ở những chậu nhỏ. Đất mình sử dụng để mà gieo trồng cho những cái chậu nhỏ này á, thì 100% là mình sử dụng potting mix luôn. Cái loại này nó pha sẵn rồi, mình chỉ bỏ vô mình trồng thôi. Đây là hạt giống rau tầng ô, thì mùa xuân mình sẽ gieo thẳng xuống, còn mùa này á thì mình không có trồng nhiều, mình chỉ gieo một ít, nên mình sẽ gieo trong cái chậu này, khi nào nó lên cây rồi mình sẽ bứng ra mình trồng. Còn đây là cái broccoli mà lúc nãy mình nói á, loại mà chùm á, cây nhỏ nhỏ chứ, cái nhánh nó nhỏ nhỏ chứ nó không phải là nguyên một cái bông bự. Đây là xà lách bắp ha, loại mà xà lách cuộn á, mình cũng gieo vô trong đây luôn, khi nó lên cây rồi mình mới bứng ra mình trồng. Còn đây là cải thìa. Còn đây là hai loại xà lách xanh với lại đỏ. Cái loại đỏ này nó lên cây á, cái màu nó đỏ mà đỏ tía cũng đẹp lắm. Sau khi mình bỏ hạt giống rồi, mình cũng cho hạt giống nó nằm xuống phía dưới của lớp đất ha, để khi mình tưới nước nó không văng ra ngoài, cũng như là nó sẽ lên cây mạnh hơn, không bị ngã nghiêng. Đó, mình nhấn nó xuống dưới vậy đó. Còn đây còn một ít hạt giống của hành lá, mình cũng sẽ gieo thẳng vô đây luôn. Khi nó lên cây rồi mình cũng mới bứng ra mình trồng cho nó thành từng từng cây. Chứ mình gieo xuống thì đôi lúc nó cũng không có thẳng hàng như mình muốn. Rồi bây giờ đến phiên cái học này, thì năm rồi mình trồng cải làng ở đây cũng như là xà lách. Thì năm nay mình cũng sẽ trồng cải làng vô chỗ đây lại. Bây giờ mình xới cho nó lên đều ha. Thì dưới đây mình đã bỏ rác thải nhà bếp cũng đã được mấy tuần nay luôn rồi. Bây giờ mình thêm một ít potting mix ở phía trên thôi. Rồi sau đó mình sẽ gieo hạt cải làng trực tiếp xuống dưới đây luôn. Đợi đến khi mà nó lên được 2 đến 4 lá đó, lúc đó mình sẽ bứng ra mình trồng lại. Đây là hạt giống cải làng. Thì một bịch á nó chỉ được một ít hạt thôi à, thì nguyên một học này mình có thể trồng được nguyên một bịch này luôn á. Mình trồng khắc khít lại ha, cho nó lên được nhiều. Hồi năm rồi mình trồng hơi bị thưa đó, năm nay thì mình trồng lần thứ hai cải làng, kinh nghiệm hơn chút, mình sẽ không trồng thưa như năm rồi nữa. Rồi thì hôm nay mình đi ra vườn gieo được một ít hạt giống của rau cải mùa thu đông, cũng như là chia sẻ lại cái cách mà để nhận biết khi nào mình nên gieo hạt giống của rau cải mùa thu đông, cho dù mình không cần coi ngày giờ để mà mình gieo trồng ha, với lại thu hoạch được một ít một rổ luôn chứ, lá xương xăm trơn nè.
Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình ngày hôm nay. Mến chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, cũng như là chúc cô chú anh chị các bạn gieo trồng rau cải của mùa thu đông được thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn video tiếp theo. Bye bye.